Xét xử đại án đánh bạc ở An Giang. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang ngày 11 tháng 5 mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc đối với 62 bị cáo. Đây là vụ án do ông Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo triệt phá khi còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay ông là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ở vụ án này, Nguyễn Thị Thủy Liên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được xác định có vai trò chủ mưu. Hồ sơ thể hiện ngày 5 tháng 6 năm 2021. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của các đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới của tỉnh An Giang. Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỷ đồng. Trong ngày đầu tiên, tòa dành phần lớn thời gian thẩm tra lý lịch và công bố cáo trạng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24 tháng 5.